Đây là đầu điểm của trục đường Nguyễn Du. Thì trục đường Nguyễn Du thì mình sẽ kết nối ba đường ha, là đường ra ngã tư 550 này, cầu Ông Bố và DT743, là gần như nằm giữa khu vực là 4 khu công nghiệp luôn. Thì mình cùng đi khảo sát xem cái đường Nguyễn Du và khu dân cư trong này nó ra sao nhé. Nào, mình cùng đi. Khu vực này là khu vực đường Nguyễn Du thuộc phường Bình Đá, phường Bình Hòa của thành phố Thuận An. Thì gần như khu cái đường Nguyễn Du này bắt đầu đường từ đường DT743B và kết thúc ở chỗ DT743A. Hiện tại cái đường Nguyễn Du này đặc điểm là nó sẽ kết nối là ba khu công nghiệp nha anh chị, từ khu công nghiệp Đồng An, Sóng Thần và đi ra ngoài phía cuối là khu công nghiệp Bí Xít. Gần như là các cái khu dân cư ở đây là hiện hữu này. Thì hôm nay Chili Center cùng anh chị khách hàng là mình đi quay xem giúp cái đường này có những cái điểm gì, dân cư nó đông hơn, đường rộng ra sao. Thì theo cảm nhận ban đầu của Phan ấy, thì khi Phan và Khôi ấy, thì khi mình đi trục đường này thì thấy là đường rất rộng rồi này. Hai bên thì trồng hàng cây xanh. Như mình có khảo sát cái giá đất, một số khách hàng mà đang chào bán khu này vừa trên giá bất động sản và thực tế cư dân ở đây ấy, thì đâu đó mặt tiền đường Nguyễn Du này nó đang rơi vào khoảng 45 triệu một mét vuông nha anh chị. Mặt tiền đường Nguyễn Du này, Nguyễn Du là sầm uất lắm, hai bên khu dân cư là hiện hữu dân đông. Được gọi là những cái trục khu phố của thành phố Thuận An. Oh wow, bên đây thì mình đi qua đây có cái hồ này thì mình được biết là hồ Tây này. Hồ Tây rất là rộng, chắc hôm nào mình sẽ khám phá là cái hồ Tây này là nguồn gốc từ đâu anh chị, xem là nó sẽ ra sao. Khu vực này quán cà phê rất là nhiều. Vị trí này là đường Nguyễn Du giao với đường, để mình xem đường này là đường gì nè. Đường này là đường Bùi Hữu Nghĩa anh chị. Đường này Bùi Hữu Nghĩa thì mình được biết là cái đường này sẽ đâm thẳng ra ngoài quốc lộ 13 này. Đấy thì nếu nhìn xa xa ngoài kia là mình nhìn thấy mấy dự án Habitat Gallery 2 hay là khu vực Aeomon. Đi thì xem thôi. Mình đi mình chỉ xem, mình xem cảm nhận là mình biết được cái con đường Nguyễn Du ở Thuận An nó như thế nào. Khu dân cư hai bên, tiện ích, quán cà phê gì đó. Tại do mình vì sao mình quay chọn cái trục đường Nguyễn Du này, mình quay review cho anh chị xem và mình sẽ xem cái thực tế. Thì do là đường Nguyễn Du nằm giữa hai khu công nghiệp lớn, mà hai ba khu công nghiệp lớn, khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp Đồng An và khu công nghiệp B-Ship. Thì đảm bảo mà các anh chị nào mà làm việc ở đây ấy, mua nhà an cư ở đây ấy, thì đi làm rất là gần, công việc rất là nhiều luôn. Thì đây là các khu công nghiệp, các xí nghiệp lớn của kết hợp bên Xin này, bên Châu Âu là các khu chế xuất nhiều. Thì bây giờ từ khu này mình ở là mình có thể di chuyển rất nhanh các cái khu vực việc làm. Ngoài ra từ vị trí này tiện ích nhiều ha, từ đây mà mình đi ra Vincom Di An đi khoảng 10 phút thôi. Đây, cái đường nãy mình đi vào ấy, đi ra DT703B mình đổ trái khoảng 2 km là ra tới Vincom. Từ đây mình đi hướng đường Bùi Hữu Nghĩa lúc nãy là mình đi khoảng 2 km nữa là ra được Aeomon và Lotte Mart. Đây khá là nhanh. Anh chị là nhìn cái đường này nó vậy thôi á, nhưng mà đường này vẫn có quy hoạch mở rộng thêm, mỗi bên hai bên là thêm một làn đường nhé. Tổng cộng ở đây hiện tại đang 4 làn đường này, thì sau này nó là 6 làn đường ở hai bên. Trong này thì không có xe công nhiều đâu, gần như đường phố, đường thành phố mà. Chứ mà khu này là sầm uất rồi đó. Tiện ích ở đây có điện máy xanh này. Điện máy xanh, bao hoa xanh, các khu chợ. Thì hôm nay mình cứ đi thẳng đó, mình cố gắng cho anh chị xem hết là cái đường Nguyễn Du này ra sao. Mình cứ xem clip là mình sẽ thấy. Thì anh chị là muốn quan tâm khu vực đường
chỉ có các cái khu công nghiệp mua để cho chuyên gia này, chuyên gia thuê, hay là cho các cái chuyên gia của những anh chị mà đang làm xí nghiệp ở đây, cho các chuyên gia nước ngoài về đây ở, hay cho công nhân của mình ở đây ở, cũng có thể chọn khu vực này rất là tiện lợi. Vì khu vực này gần như là hệ sinh thái của các cái khu công nghiệp, khu công nghiệp V-Ship kết hợp với Sông Hàn, kết hợp với Linh Trung, kết hợp với Đồng Hương, kết hợp với Đồng An. Một cổng khu công nghiệp V-Ship 1 là đây là đại lộ Hữu Nghị, gần như là cái trục cổng chính từ bên V-Ship ở đây, ở đại lộ Hữu Nghị là giao với đường Nguyễn Du vậy luôn. Chính vì vậy làm cho đường Nguyễn Du là bây giờ rất là phẳng lắm. Thì đi thêm một đoạn nữa thôi, mình đi thêm một đoạn ngắn là gần hết đường Nguyễn Du rồi. Thì lúc đó là nút giao giữa đường Nguyễn Du và DT743. DT743 là ra ngay chợ Thông Dụng á. Nếu mà đây anh chị nào biết là chợ Thông Dụng là chợ lớn của bên Di An, thì cuối đường này sẽ thông thẳng qua bên chợ Thông Dụng. Rồi, bên đây lại ra thêm một cái cổng nữa của khu công nghiệp V-Ship này anh chị. Hình như là Nguyễn Du là một bên của V-Ship luôn. DT743B và ra ngoài này DT743. Thì tới đây thì mình fan sẽ đi ra để mình xem cái ngã tư ngoài này, xong rồi mình vòng lại một lượt đó để xem kỹ hơn. Mình quay clip này thì chủ yếu là anh chị nào mà có buôn bán bất động sản ở đây cũng có thể lấy clip mà có thể để giới thiệu cung đường cho khách hàng xem, một cái tư liệu để tham khảo. Bên kia là Dĩ An rồi, bên này là Thuận An, qua bên kia Dĩ An. Thì bây giờ mình vòng lại ha, vòng lại cho anh chị đi xem một đoạn nữa về đường Nguyễn Du. Sau trên cái clip này thì các anh chị nào mà đang sống ở khu vực này ấy, thì mình cũng có thêm một cái clip để xem đầy đủ hơn, từ đầu đường Nguyễn Du đến cuối đường Nguyễn Du, mình có một cái nhìn tổng quan. Cảnh quan tạo cho cái không khí ở đây là rất là thoáng. Mình
đi vào gần khu công nghiệp mà thấy cảm giác nó rất là thoải mái thì nhiều cây xanh mà. Thì hôm nào mình sẽ review cho anh chị xem là tại sao đi ở gần khu công nghiệp V-Ship nó lại mát như vậy. Thì khi mà mình và anh em nào làm trong V-Ship rồi hoặc đi vào V-Ship rồi sẽ thấy cây xanh rất là nhiều, rất là chú trọng cho khoảng xanh và đảm bảo luôn là vào khu công nghiệp không có rác. Cây xanh cắt tỉa hàng ngày, tưới hàng ngày, đó là cái chuẩn của khu công nghiệp V-Ship luôn. Clip cơ bản thì hôm nay Phan Minh Khôi đi cho anh chị biết thêm về đường Nguyễn Du ở thành phố Thuận An hiện tại vào tháng 7 năm 2020 nó như thế nào, nó sầm uất ra sao và nó có thay đổi gì không. Có nhiều anh chị trước kia ở đây thì bây giờ mình xem lại xem nó có thay đổi gì nhiều không, những cái quán quen thuộc của mình nó có thay đổi chủ hay không, hay là nó thay đổi những cái vị trí mới rồi. Thì tới đây thì mình cũng xin kết thúc clip á. Anh chị nào mà quan tâm tham khảo về khu vực này, cần hỗ trợ về tư vấn các cái vấn đề bất động sản thì cứ liên hệ bên Yuli Center bên em, thì bên em sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Thì dưới cái phần mà chú thích á, thì bên em sẽ cập nhật một cái số giá bất động sản ở khu vực này cho làm một cái thông tin tham khảo cho anh chị. Mình tham khảo thử là ok, giá đất ở đây bây giờ như thế nào, có hướng đầu tư mua bán cho thuê, cho chuyên gia thuê hay là không. Xin cảm ơn tất cả anh chị nhiều đã tham gia chương trình cùng đi khám phá những con đường ở Uni Center. Thì đến đây là xin kết thúc clip. Thì anh chị nào mà cần quan tâm thì cứ bấm nút subscribe và liên hệ số điện thoại của bên em bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại một cái clip sau. Hoặc là anh chị nào muốn review cái con đường nào đó, quay con đường nào đó thì cứ inbox bên dưới thì bên em sẽ quay lên để cho anh chị cùng xem. Xin cảm ơn.